Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với những tin tức nóng hổi nhất trên kênh Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý như sau. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 3 tháng 10 năm 2023. Thưa quý vị, Trung Quốc tiếp tục nhận những kết cục đầy đau thương khi ngày 3 tháng 10, một trận lũ quét kinh hoàng từ thượng nguồn đập Tam Hiệp và con sông Dương Tử tiếp tục đổ dồn về vùng hạ lưu miền Nam phía Trung Quốc, khiến cho những thành phố như Thượng Hải, Quảng Đông, Quảng Tây, Thâm Quyến, Hồ Bắc, Hồ Nam, Vũ Hán, Tứ Xuyên, Vân Nam và Sơn Đông tiếp tục bị nhấn chìm trong biển nước. Hiện mực nước ở những nơi này trong những ngày vừa qua đang vượt mức báo động đỏ 2 mét. Thì ngày 3 tháng 10, lũ lụt, lũ quét, vòi rồng lại ập về, làm cho mực nước tại những nơi trên tăng đột biến. Theo Trung tâm Cảnh báo Động đất và Sóng thần Trung ương Trung Quốc cho biết, hiện mực nước tại những địa điểm trên đã ở mức cảnh báo nguy hiểm, mức độ cao nhất. Nhiều khả năng một số tuyến đê bao quanh con sông Trường Giang, Hoàng Hà và sông Mê Công sẽ bị vỡ. Và nếu như điều này xảy ra, thì những vùng trũng của Trung Quốc như Hồ Bắc, Vũ Hán và Hồ Nam sẽ tiếp tục bị nhấn chìm tới 6 mét, thậm chí có những nơi ngập sâu tới 13 mét. Những ngôi nhà cao tới 9 đến 10 tầng thì bây giờ những tầng phía dưới đều đang bị ngập hết. Đồ đạc trong nhà như tivi, tủ lạnh, bàn, ghế, giường, chiếu đều bị cuốn trôi. Thậm chí chiếc ô tô có giá trị lớn nhất của một số hộ gia đình giàu có ở những nơi trên cũng đều bị nổi lềnh phềnh và bị cuốn trôi theo dòng nước lũ. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết, bước sang ngày thứ 45, ở 29 trên 31 tỉnh thành phố lớn bé của Trung Quốc vẫn chìm trong nước lũ. Bầu trời vẫn liên tục u ám và đen tối, mây đen vẫn bao phủ 93% toàn bộ lãnh thổ của Trung Quốc. Hiện giới chức của nước này đang rất bối rối. Tuy nhiên, người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, vẫn đang mải mê đi xâm chiếm Biển Đông, khi ông vẫn quyết định cho Hải quân của Bắc Kinh phóng tên lửa và bắn đạn thật ở quanh quần đảo Phú Lâm. Những hành động trên của phía Trung Quốc đã gây nguy hiểm cho các nước trong khu vực và làm mất an ninh an toàn cho tuyến hàng hải ở Biển Đông, đồng thời gây mối quan ngại sâu sắc cho các nước trong khối ASEAN cũng như cộng đồng trên toàn thế giới, trong đó có Mỹ và Nga. Nhiều ý kiến cho rằng chính quyền của ông Tập Cận Bình đã quá tham lam khi trong nước đang gặp nhiều thiên tai, dịch bệnh hoành hành, tàn phá, lũ quét, sạt lở đất, lũ ống, vòi rồng, động đất, sóng thần liên tục xảy ra. Vậy mà với cương vị người đứng đầu đất nước, ông lại thản nhiên không hề quan tâm tới việc cứu giúp hay hỗ trợ người dân của mình. Ông ta vẫn ung dung tự tại, đem quân đội của mình đi xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải các nước láng giềng xung quanh và trong khu vực. Đây chính là tội lỗi vô cùng to lớn mà ông Tập Cận Bình gây ra. Hành động thiếu tính người và thiếu tính nhân đạo kể trên đã làm cho trời không dung, đất không tha, cho nên Đức Chúa Trời và Mẹ Thiên Nhiên vẫn tiếp tục nổi giận để trừng phạt Trung Quốc thay cho thế giới. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương Trung Quốc cho biết, hiện mực nước tại 301 con sông lớn bé của Trung Quốc chưa bao giờ dâng cao như hiện nay. Mưa to liên tiếp trong vòng 45 ngày qua đã làm cho lũ ở thượng nguồn con đập Tam Hiệp và những con sông lớn như sông Trường Giang, sông Mê Công và sông Hoàng Hà liên tục đổ về vùng hạ lưu các tỉnh như Tứ Xuyên, Vũ Hán, Hồ Bắc, Hồ Nam, làm cho những nơi đây đã ngập lụt rồi, nay còn lại thê thảm hơn. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung Quốc cho biết, một điều đen tối đang xảy ra đối với cả Trung Quốc khi lượng mưa được dự báo là sẽ tiếp tục dâng cao trong những ngày tới. Hiện tại, lượng mưa dự báo chưa có dấu hiệu cho thấy sẽ giảm nhiệt. Chính vì vậy mà Trung tâm Phòng chống đê điều và Cứu trợ hạn hán Trung Quốc cảnh báo các cơ quan ban ngành và toàn bộ người dân của Trung Quốc tiếp tục đề phòng cảnh giác cao độ ở mức có thể nhất, tập trung lực lượng 100% đề phòng chống lũ lụt, lũ quét, nhất là thời tiết cực đoan như động đất, sóng thần, vòi rồng. Bởi trong những ngày tới được dự báo là sẽ khủng khiếp rất nhiều, mức độ ngày càng dày đặc hơn và càng lớn hơn vì các con sông, các tuyến đê bao và những con đập thủy điện của Trung Quốc hiện đang quá tải. Theo Tổ chức Bảo vệ đê điều và sông ngòi trên thế giới cho biết, Trung Quốc trong thời gian qua đã quá lợi dụng vào các dòng sông để xây dựng hàng loạt những đập thủy điện nên bây giờ họ phải trả giá. Nhiều ý kiến cho rằng Trung Quốc đã bắn vào Mẹ Thiên Nhiên một viên đạn thì ngay lập tức đã bị ông trời trả lại cho Trung Quốc một quả bom nguyên tử. Đây là một lời cảnh tỉnh cho những gì mà Trung Quốc đã gây ra cũng như cho một số nước khác. Hãy nâng cao tinh thần bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ tài nguyên rừng và tài nguyên biển, tích cực tham gia các dự án trồng rừng, phủ xanh đất chống đồi núi trọc để chống xói mòn, bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên sẵn có, và chỉ có như vậy chúng ta mới được thiên nhiên ban tặng cho không khí trong lành và cuộc sống tươi đẹp, bằng không sẽ bị Mẹ Thiên Nhiên nổi dậy trừng phạt như cái cách mà Trung Quốc đang phải hứng chịu.
Thưa quý vị, theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin ngày 2 tháng 10 vào lúc 19 giờ 50 phút, một bản tin dự báo về thời tiết và tình hình mưa bão đã phát đi, một đoạn video cảnh báo được cho là thời tiết cực xấu đối với Trung Quốc trong những ngày vừa qua. Những hình ảnh và những video của đài truyền hình Trung ương Trung Quốc cho biết, mực nước tại các con sông, các tuyến đê và các con đập tại thời điểm này ở Trung Quốc đang chạm mức đại hồng thủy năm 1998. Đây là một cột mốc đánh dấu mới thiên tai đang ập lên đầu chính quyền của ông Tập Cận Bình. Trận Đại Hồng Thủy năm 1998 được cho là mạnh nhất trong lịch sử của Trung Quốc trong 1.000 năm qua. Những trận lũ quét, sạt lở sóng thần vòi rồng năm nay còn được cho là mạnh hơn và dữ dội hơn trận Đại Hồng Thủy năm đó. Đài truyền hình quốc gia Trung Quốc cho biết mưa to, rất to, dòng dã suốt 45 ngày qua đã làm cho mực nước trên các con sông Dương Tử, Hoàng Hà và sông Mekong, ba con sông lớn nhất của Trung Quốc, vượt mức cảnh báo đỏ tới 3 mét và vượt mức kỷ lục được ghi nhận trong trận Đại Hồng Thủy năm 1998. Đây là một điều cực kỳ nguy hiểm cho phía Trung Quốc bởi vì nó đe dọa trực tiếp tới con đập Tam Hiệp và những con đập lớn bé của Trung Quốc cũng như các tuyến đê bao. Nhiều khả năng trong một vài ngày tới, những tuyến đê bao tại các con sông nói trên sẽ bị vỡ. Ngày 1 tháng 10, một con đê thuộc nhánh sông Dương Tử đã bị vỡ, làm cho 9 triệu người dân của Trung Quốc chạy tán loạn ngay trong đêm. Theo tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc mang tên là China Morning Post cho biết, hiện mực nước tại các con sông lớn bé của Trung Quốc đã vượt ngưỡng 40 mét. Đây chính là mực nước cao nhất trong lịch sử vượt qua trận Đại Hồng Thủy năm 1998. Được biết, trận Đại Hồng Thủy năm đó đã cướp đi hơn 3.000 sinh mạng của nhân dân Trung Quốc. Và trận lũ lịch sử năm đó đã được đưa vào trong sách lịch sử. Và trong tương lai, lịch sử của Trung Quốc sẽ còn nhắc lại rất nhiều những trận mưa lớn, bão tố, dông, lốc xoáy, lũ lụt, hạn hán, động đất, sóng thần và vòi rồng năm nay. Và đại dịch COVID-19 ở thành phố Vũ Hán đầu năm 2020 cũng sẽ luôn được ghi nhận trong sách lịch sử của Trung Quốc. Theo những trang tin của Trung Quốc cho biết, mưa to trong những ngày tới sẽ ập tới chính quyền của Trung Quốc, gây ngập nặng ở một số tỉnh thành và nhiều tuyến đê bao. Điều đó gây ra mối nguy hiểm cho con đập Tam Hiệp. Sông Dương Tử, một trong những con sông lớn nhất của Trung Quốc đang bị đe dọa trầm trọng. Đứng trước tình hình này, Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp của Trung Quốc đã ra một thông báo khẩn cấp cho di tản 109 triệu người dân của Trung Quốc lên các vùng cao để tránh lũ. Thưa quý vị, có thể nói rằng mưa lũ ở Trung Quốc đang có những diễn biến hết sức phức tạp và khó lường. Nó còn ngang ngửa với cả đại dịch COVID-19. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung Quốc cho biết, hiện mưa lũ vẫn tiếp tục diễn ra trong những ngày tới, đặc biệt là cuối tháng này và đầu tháng sau. Trước đó, thì Giám đốc Quản lý Đập Tam Hiệp, ông Li Rong đã cho biết, nâng mức cảnh báo lũ tại 4 thành phố gần con đập này lên mức báo động cao nhất. Cơ quan phòng chống thiên tai, dịch bệnh của Trung Quốc cho biết thời tiết cực đoan được dự báo sẽ tiếp tục tấn công 13 khu vực, trong đó có các tỉnh như Giang Tây, An Huy, Hồ Bắc, Hồ Nam, Tứ Xuyên và tỉnh Chiết Giang. 4 thành phố nâng mức cảnh báo lũ đều ở hạ nguồn con đập Tam Hiệp, con đập lớn nhất trên thế giới, nằm cách con sông Trường Giang không xa. Cụ thể, tại trung tâm tỉnh Hồ Bắc đã nâng mức lên báo động số 4, tức là mức cảnh báo khẩn cấp. Còn tại phía đông tỉnh An Huy, chính quyền địa phương của địa phương này đã ra một cảnh báo cao độ cho những người dân nên ở trong nhà hoặc chạy sang các vùng lân cận cao hơn khác để trú ẩn. Ở tỉnh Giang Tây, chính quyền đã nâng mức ứng phó lũ từ cấp 2 lên cấp 4. Tại tỉnh Chiết Giang, phía đông của Trung Quốc, giới chức địa phương cũng nâng mức ứng phó lên mức báo động khẩn cấp. Tại cửa sông Tiền Đường đang có những cơn sóng hung dữ lên tới gần 10 mét, được cho là lũ ống, lũ quét và sạt lở đang dồn dập đổ về nơi đây. Theo thông tin từ tờ báo Tân Hoa Xã, Bộ Tài nguyên của Trung Quốc đã yêu cầu các địa phương nằm trong lưu vực sông Hoàng Hà khẩn cấp tổ chức lực lượng chống lũ và sẵn sàng ứng phó kịp thời. Thưa quý vị, theo Ban Quản lý Đê Điều cũng như là Trung tâm Phòng chống động đất, sóng thần, lũ quét, sạt lở của Mỹ, của Nga và của Nhật Bản cho biết, sông Dương Tử là con sông lớn nhất Trung Quốc đang rất nguy hiểm cho người dân. Điều này ai cũng biết. Và con sông lớn thứ hai của Trung Quốc mang tên là Hoàng Hà. Chắc chắn quý vị đã từng nghe, nhưng con sông lớn thứ ba của Trung Quốc thì rất ít các bạn biết đến. Hôm nay chúng tôi sẽ cho quý vị biết rằng con sông lớn thứ ba của Trung Quốc mang tên Hoài Hà, rất giống với cả con sông Hoàng Hà, cho nên người ta hay nhầm tưởng con sông lớn thứ ba Trung Quốc. Hoài Hà với chiều dài 1.000 km, với lưu lượng rộng hơn 170.000 km2, được dự báo là sẽ có lũ lớn trong một vài ngày tới. Theo đó, thì Bộ Tài nguyên của Trung Quốc cảnh báo mưa lớn sẽ trút xuống các tỉnh phía Đông Nam như An Huy, Giang Tô từ ngày mai. Lưu lượng mưa đo được có thể lên tới 200-500mm, gây ra nguy cơ lũ lụt trên diện rộng. Cơ quan này cho biết mực nước tại thượng nguồn sông Hoài Hà có thể lên tới mức báo động đỏ, trong khi con sông khác cũng đang trong mức độ cảnh báo cao nhất.
Đứng trước nguy cơ này, Bộ Tài nguyên của Trung Quốc yêu cầu các cơ quan chức năng của địa phương phải thường xuyên kiểm tra đê điều, đồng thời hướng dẫn nước lũ về các hồ chứa sông Hoài Hà một cách tốt nhất để giảm bớt áp lực. Trước đó, thì Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc phát đi một cảnh báo nói rằng lưu vực sông Hoài Hà đang bị đe dọa trầm trọng bởi một con đê sông Dương Tử bị vỡ. Nước của nó đang tràn qua con sông Hoàng Hà, làm cho những tuyến đê bao ở đây đang có nguy cơ vỡ trầm trọng. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!